Hey anh em, hôm nay thì mình nhận được một cái email cũng khá là thú vị để hỏi mình về tư vấn về tâm tư tình cảm. Really, nigga? Thì bình thường mình cũng khá là bất ngờ. Mình thường là mình nhận email là anh em một là mời hợp tác dự án, hai là hỏi về kỹ thuật, anh ơi làm này làm kia làm sao, em code này lỗi làm sao thôi. Chứ hôm nay ủa mà em có lộn không vậy em? Anh làm IT chứ anh đâu phải làm bác sĩ tâm lý hay là tư vấn về định hướng nghề nghiệp đâu mà lời ấy đó. Nhưng mà thôi, dù gì thì em cũng đã hỏi thì anh sẽ reaction về cái email của em. Cái điều thứ nhất á, anh muốn nói với em điều này. Anh sẵn sàng đổi tất cả tiền bạc, sự nghiệp, tài sản, tất cả những cái đó mà anh đang có để anh lấy một thứ của em thôi. What? Cái đó chính là cái tuổi trẻ. Tại vì mở đầu thì em nói là em mới có 25 tuổi thì cái tuổi đó còn quá trẻ, và cái tuổi đó 25 là một cái tuổi đó tuyệt đẹp luôn. Nó không phải tới mức trẻ trâu như là 17, 18, hay là cũng không phải là tới cái mức mà điếm thúi như là cái tuổi mà dạng như 30, ba mấy, 40. Mà cái tuổi 25 là một cái tuổi tuyệt vời. Em vừa có một số trải nghiệm mà em còn không còn những cái suy nghĩ mà trẻ trâu như thời 16, 17, 18 tuổi nữa. Cái điều thứ hai mà em chia sẻ thì em nói em cũng làm một vài công ty, mỗi công ty làm vài tháng. Thì cái này anh nghĩ là do cái tuổi của em còn trẻ đó, do đó em chưa có kiên định. Chứ như bản thân anh đây, anh đã làm tất cả các dạng công ty rồi, làm công ty tư nhân nè, làm công ty nhà nước nè, làm công ty cổ phần nè, làm tập đoàn đa quốc gia nè, làm cho các start up nè, và hiện tại là bây giờ là không làm cho công ty nào cả. Đấy, thì tất cả mỗi công ty á, nó đều có những cái vấn đề của nó. Có những người ta kêu là ở trong chăn mới biết chăn có rận á, nghĩa là mà lại nó sẽ có những cái vấn đề của nó, chứ không có công ty nào mà nó thực sự nó làm cho cái người lao động người ta hài lòng 100% trong cái môi trường làm việc đó hết á. Công ty nhà nước thì có vấn đề công ty nhà nước, công ty gia đình thì có vấn đề gia đình, thậm chí tập đoàn đa quốc gia có những nhìn vô ngoài rất là thơm tho, nghĩ là vô trong đó làm thì sẽ sướng lắm, sẽ là ngon lắm, mà thật ra vô thì nó cũng có bullshit tùm lum tà la trong đó hết á. Do đó là anh khuyên em là nên là kiên định một tí trong cái chuyện mà đi làm của mình á, thì ít nhất cũng phải 6 tháng. Thì theo anh nghĩ, theo cái kinh nghiệm cá nhân của anh á, thì tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm thì mình mới có thể thấy được hết tất cả các cái mặt xấu, mặt tốt của một công ty. Chứ còn một vài tháng thì nó nhanh quá, em chưa kịp nhìn thấy cái mặt tốt của nó thì em đã nghĩ. Đó, nhưng mà anh nghĩ là em nghĩ do cái em nói là em nghĩ là do em tâm lý mình yếu kém, mà anh không tin cái này chắc xạo á, tại vì khi mà em vô người ta đã phỏng vấn em mà, đúng không? Công ty nào vô người ta cũng phỏng vấn mình. Thì cái người chủ hoặc là cái người sếp người ta phỏng vấn mình, người ta tin tưởng mình, tin tưởng vào cái năng lực mình làm được cái công việc đó thì người ta mới nhận mình. Mà không lẽ người ta tin mình mà mình lại không tin mình, thì cái đó cái chuyện đó là chuyện đó là nó hơi vô lý một tí. Đấy. Thì về cái chuyện mà đi làm á, thì anh khuyên là nếu mà một công ty mà làm thì phải từ 6 tháng tới 1 năm, thì lúc đó thì có quyết định nghỉ hay là làm tiếp hay là như thế nào đó thì mới quyết định thì nó mới chính xác. Rồi em đã nói là em tự học và lại tiếp tục làm vòng như vậy. Nếu mà tự học nếu mà làm một công ty ha, xong rồi lại chuyển ngành đi, hay là anh không hiểu là cái hoàn cảnh của em nha, nhưng mà có thể tự học, có thể được xin được một cái công việc về cái kỹ năng mà mình mới vừa tự học đó, thì thật sự em đang có một cái khả năng rất là quý mà rất là nhiều người ao ước, đó là cái khả năng mà tự học. Sau này em đi làm nhiều thì em mới thấy mặc dù mình đi làm nhưng mà vẫn phải tự học liên tục. Thì nếu mà em có khả năng tự học thì nó là một cái kỹ năng tuyệt vời đó, nó sẽ đảm bảo cho cái sự mà thành công của em sau này. Rồi, còn một cái chuyện nữa mà em nói là em lo lắng, em chán nản, không suy nghĩ được gì về cái chuyện mà bị kêu đi lính, đi nghĩa vụ quân sự á. Thì anh thấy cũng hơi mắc cười đó, anh phân tích cho em nghe nha. Một, nếu mà em đi nghĩa vụ quân sự thì em được cái gì? Em sẽ học được cái kỷ luật. Thì cái điều đó cũng tốt mà. Thật ra anh thì anh không có đi nghĩa vụ nên anh không biết. Nhưng mà anh cũng đi một cái nó tương tự như nghĩa vụ, đó là xưa anh tham gia vào cái đội tuyển á, đội tuyển đi đánh giải á, karate đô á. Thì nó cũng giống vậy đó.
sáng 7:30 là phải dậy, tới 9:00 là phải tập, tới 11:00, 12:00 ăn cơm, trưa là tập từ 2:00 tới 4:00, tới ngày đánh giải là phải lên đài đánh. Cho dù cái ngày đó sáng mà em thức dậy em cảm thấy hơi cảm cảm, người hơi mệt mệt, hay là tâm trạng không được vui, thì vẫn phải tập, vẫn phải ăn sáng. Rồi tới cái ngày mà đánh giải, mặc dù chẳng hạn như là tâm trạng không tốt, chân hay bị đau, hay là hơi bị chấn thương nhẹ, hay là bị đau đầu, cảm lạnh, hay là tiêu chảy gì đó, vẫn phải lên đài. Tại vì cái ngày đó là cái ngày đánh giải, không thể nào dời được, vẫn phải lên đài. Và em vẫn phải đánh, vẫn phải thể hiện cái khả năng tốt nhất của mình. Thì anh nghĩ đó cũng là một phần mà khiến cho bây giờ anh có thể đạt được một số cái thành công nhất định như bây giờ. Thì anh nghĩ là đi nghĩa vụ quân sự thì em sẽ học được những cái đó, thì cũng rất là tốt thôi chứ đâu có vấn đề gì đâu em. Cái đó là trường hợp em đi nha. Còn thực ra nếu mà bây giờ trường hợp mà em một số cái lý do gì đó em quyết định không đi, thì em vẫn có thể làm đơn xin hoãn nghĩa vụ được mà. Tại sao phải chán nản, tại sao phải không biết suy nghĩ như thế nào, tại sao cái gì cứ mình muốn cái gì, mình suy nghĩ về nó, mình tìm cách và mình hành động theo cái cách của mình. Thì muốn thì sẽ tìm được cách thôi. Thì bây giờ luật thời bình mà em, luật ở Việt Nam nó đâu có bắt buộc là phải đi đâu. Ví dụ như là em có thể làm đơn để em xin hoãn nghĩa vụ quân sự, như là em đang đi học, ví dụ em muốn học thêm gì đó thì em nộp đơn đi học, đây tôi đi học hoãn. Hoặc là gia đình em chỉ có con một, phải chăm lo cho gia đình. Hoặc là em đang ở với, em đang chăm lo cho cái người nào đó nhưng mà em là lao động chính hay là gì đó. Nói chung là rất là nhiều lý do, cái đó thì em lên mạng em tìm hiểu đầy người. Nhưng mà muốn là tìm được cách thôi, chứ không có gì phải chán nản mà phải không biết suy nghĩ cả. Đấy, thế thì anh cảm nhận được em đang bị chơi vơi, kiểu như là lạc lối, không biết suy nghĩ như thế nào, có những chuyện nó không như ý mình, nó đổ ập tới. Thì đó chính là những cái năng lượng tiêu cực nó đang ảnh hưởng tới em. Thì mình phải tập cái tính như này. Cho dù năng lượng tiêu cực hay là năng lượng tích cực hay là cái gì đó, thì mình phải luôn kiên định. Mình phải biết cái mục tiêu của mình. Ví dụ là mục tiêu của tôi là như vậy, thì cho dù có năng lượng tiêu cực, năng lượng tích cực, cho dù có trời sập hay là có gì đó, thì mình vẫn phải hành động hàng ngày để mình đạt được cái mục tiêu của mình. Do đó anh nghĩ là đối với em là một người, nhưng mà anh nghĩ em sẽ làm như vậy. Tại vì anh thấy nhiều đứa bây giờ nó kiểu như cảm thấy là cuộc đời của mình có vấn đề gì đó, mình không vui, mình không thích với cái hoàn cảnh hiện tại. Xong rồi lên YouTube, xong rồi lại coi mấy cái motivation video, mấy cái video mà tạo động lực gì đó. Cái xong rồi coi xong cái hừng hực khí thế được 2-3 phút, rồi lại tiếp tục leo lên giường nằm lướt TikTok. Hay là lên pháp mấy phát xong rồi lại nằm ngủ và không hành động gì hết. Thì cái đó, những cái người đó thì sau này sẽ thất bại, sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội thôi. Còn em thì anh tin tưởng chắc chắn là em sẽ không phải là trong những cái người đó. Và cái bằng chứng mà rõ ràng nhất đó là em gửi mail cho anh, có nghĩa là em biết là đi tìm một cái người giúp đỡ ở đó, hay là em có một cái hành động nào đó. Mặc dù là anh nghĩ là em cũng biết là cái khả năng mà anh trả lời mail cho em rất là thấp, thì email của anh rất là nhiều, nhưng mà em vẫn hành động. Thì chính vì cái lý do đó mà anh nghĩ là em là một cái người mà không phải, sau này sẽ không trở thành một cái gánh nặng cho xã hội đâu, vì em lúc nào cũng đứng dậy và hành động cho những cái suy nghĩ, những cái mục tiêu của mình. Đó, ok, chắc đó là một số các cái chia sẻ cho một cái bạn này. Đó, chắc mình kết thúc video ở đây thôi nha. Chúc bạn luôn luôn đạt được những cái gì mà mình mong muốn trong cuộc sống. Bye bye anh em.